Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Các đổi tên file Bogan Boy Giả sử như ở đây Tôi có 3 file Bogan Boy Bây giờ tôi muốn là Đổi tên cho các file Bogan Boy này Thì để đổi tên File Bogan Boy đó, Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn 3 cách để bạn có thể là Đổi tên file Bogan Boy Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách đầu tiên Giả sử như ở đây Tôi muốn là đổi tên cho file workbook này. Ban đầu á, nó có tên là giới thiệu. Nếu mà tôi muốn đổi tên cho cái file này á thì tôi sẽ chọn vào nó này. Sau đó ở đây, tôi sẽ bấm phím F2 trên bàn phím. Thì lập tức á, tên cũ sẽ được quét chọn. Tiếp theo, tôi sẽ nhập tên mới vào. Ví dụ như đây tôi sẽ nhập tên là báo cáo 1. Rồi, sau khi gõ xong tên mới rồi á, tôi sẽ bấm Enter để kết thúc. Đó bạn thấy không? Lúc ban đầu á nó có tên là giới thiệu Sau khi đổi tên á Nó đã thành tên mới là báo cáo 1 Đó là cách đầu tiên Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai Giả sử như đây Tôi muốn là đổi tên Cho cái file Pokemon này Thì ban đầu á nó có tên là slide Bây giờ tôi sẽ đổi tên cho nó Bằng cách là tôi bấm phải chuột vào nó Sau đó ở đây Tôi sẽ chọn vào rename Thì lập tức á Tên cũ sẽ được quyết chọn tiếp theo tôi sẽ nhập tên mới vào ví dụ như đây tôi sẽ nhập tên mới là báo cáo hai chẳng hạn rồi sau khi nhập xong rồi đó, tôi sẽ bấm enter đó là cách thứ hai tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ ba giả sử như đây tôi có một file google Boy. nó có tên là trình chiếu bây giờ tôi sẽ mở nó lên này đó ban đầu á nó có tên là trình chiếu các bạn để ý trên thanh tiêu đề rồi bây giờ tôi sẽ Đổi sang tên mới. Bằng cách là vào tập file này. Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào xe Tiếp theo, tôi chọn vào browser. Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào vị trí mà tôi muốn lưu file. Giả sử như ở đây, tôi muốn lưu file ở một desktop này, tôi chọn desktop. Rồi ở đây, tôi muốn là lưu vào trong thư mục file invoice, tôi chọn vào. Tiếp theo, ở cái dòng là file name, các bạn chúng ta sẽ gõ tên mới vào. Ví dụ như đây Tôi sẽ gọi tên mới là Báo cáo 3 Sau đó ở đây Tôi chọn vào xây Thì lúc này các bạn để ý nè Trên thanh tiêu đề Tên file á Nó đã được thay đổi Thành báo cáo 3 Bây giờ tôi sẽ đóng cửa sổ Bogan Boy lại Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái file Bogan Boy này lên nè Các bạn thấy không Tôi vừa đổi tên thành công Đây là cái file gốc lúc ban đầu còn đây là cái file mà tôi vừa đổi tên thì hai cái file này á nó giống nhau nha bạn có thể là để lại file này hoặc là xóa đi tùy các bạn nha đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn ba cách để bạn có thể là đổi tên file trong Google Boy nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn mọi người đã theo dõi